Vâng, em chào tất cả các bác nhé. Sau đây em test con G9000DB để gửi cho bác khách ở Hà Nội. Và em đang kết nối với đó là cặp loa của hãng JBL danh tiếng, cặp loa L166 Horizon. Cặp loa này rất là mới nha các bác, đẹp xuất sắc nha, còn tem cờ đầy đủ cho các bác. Mời các bác xem. Cặp này em qua chi tiết ngày hôm qua em kia gì rồi. Các bác thấy đồ đẹp nha, con gỗ này. Cặp loa này giá 33.500.000 nha các bác. Cặp loa này sở hữu bass của L65A, âm thanh rất tuyệt vời. Đây, rất là đẹp, đẹp kim cong luôn. Đây là những cặp loa em tuyển rất là kỹ nha. Giá là 33.500.000 đã bao ship. Và con âm G9000DB này thì cũng đã có chủ rồi nha. Đẹp xuất sắc nha các bác. Mới nghe, ruột thì mới chát luôn. Rồi, mời các bác và bác chủ xem sản phẩm của mình. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên tấm bảng nha, 0978338114, 0965770227. Em giao hàng toàn quốc tận nhà. Bên em chuyên những sản phẩm hàng tuyến kỹ lưỡng cho các bác.